I'm not giving up, I'm not giving up. I feel that it's my time. Lôi toang rồi chết mắc rồi, nó có được cổ sao anh em ạ, nguy hiểm quá. Úi trời ơi. Ây yo, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Cáo nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định thả diều cho em xem nha. Như anh em xem tiêu đề thì anh em biết đúng không? Hôm nay thì có hai cái giàn sáo rất là khổng lồ anh em ạ. Cái bộ này là 19 quả sáo nha anh em. Bộ này tầm 4 củ thôi. Đó, hôm nay thì ra đây mình khoe em xem cái bộ nha. Tí nữa test cho mẹ xe âm thanh thì gọi là ối rồi luôn anh em ạ. Cái bộ này 21 quả anh em ạ. Nói chung thì toàn bộ to khổng lồ thôi. Anh em xem này, uy tín chưa? Ngày hôm nay thì sẽ quyết định là test cái quả diều đây anh em ạ. Cái bộ sáo này thực sự với anh em rất là đẹp anh em nhá. Quả diều mấy mét anh nhỉ? Con này 4,5 mét anh em ạ. Cõng quả sáo lên. Hôm nay thì tí đi thì chưa sang ấy, nhưng mà gió bé quá nên là quyết định là chơi bây giờ nha anh em. Hơi lắng một chút anh em ạ. Ngày hôm nay quyết định thả diều cho em xem nhá, cho nó chết anh em, ok anh em nhá. Chơi thôi. Và một lần nữa mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Bóng Cá TV của mình. Các bạn đã yêu quý mình thì các bạn nhớ comment ở phía bên dưới giúp mình nha anh em và bình luận nhá. Ok anh em nhá, thì hôm nay mình có rủ cá hôm nay thả diều anh em ạ. Trên tay mình đang là bộ bùa D110 do shop diều sáo Đồng Quê anh em ạ. Ở đây trên bộ bùa này, bộ này và bộ này là cái bộ to nhất anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ vấy thứ cho anh em xem cái âm của bộ bùa này như thế nào anh em nhá. Anh em tránh ra không là vỡ mặt đấy nhá. Đấy, anh em nghe chưa? Đấy. Văng là vậy, văng là em phải cầm này. Em phải cầm tay em giữ vậy em văng. Em sợ gãy. Không gãy được. Đấy. Không biết là tuổi thơ của các bạn không? Trốn học rồi đi thả diều anh em nhá. Hôm nay ôn lại tuổi thơ cho em xem anh em ạ. Phía sau mình là đội của Phan nha, chào anh em biết đâu. Trốn học đi thả diều về anh em ạ. Cũng rất là lâu rồi mình không đi thả diều đấy anh em. Ngày hôm nay quay trở lại đây anh em nhá, cho anh em xem cái dàn sáo này. Nói chung nó đẹp một cách thật sự anh em ạ. Đó, có những cái dàn rất là to, nó còn cao hơn cả người mình nữa anh em ạ. Và đây là cắm xuống đất rất là sâu nha anh em. Nói chung thì trông khủng khiếp thật sự anh em ạ. Đẹp nhá. Chưa? Các bạn xem lại, cái quả diều uy tín chưa? Cái bây giờ thì mình kéo quả này cũng sợ nhất người lắm anh em ạ. Nói chung thì diều to, 4,5 mét nha anh em. Hay 5,5 mét nhỉ? 4,5 mét anh em ạ, nó to thật sự anh em ạ. Cái hồi bé đấy thì mình cũng không được chơi cái loại diều to đâu. Tại vì hồi bé chơi loại diều vớ vá bắn thôi. Ngày hôm nay lớn rồi anh em ạ. Nên là cũng làm YouTube đấy, cũng quen được vài nhiều người đấy. Nên là hôm nay đi thả diều nha anh em. Hôm nay cho em kéo nhá. Ok luôn. Ok anh em, tao dã man anh em ạ. Đây anh chơi đi. Để tí em kéo cho nó oách phát. Cái lúc thả diều thì cực kỳ vui nha anh em. Nhưng mà lúc kéo xuống ấy, nói chung nó nhục lắm anh em ạ. Cái này anh em mà chơi diều thì anh em tự hiểu nha. Ở trong kho có một đống giản nữa cơ. Chốc về quay tiếp xem nhá. Hôm nay thì quyết định chơi chỗ diều nha anh em. Nói chung nhìn thích nha. Nào có tiền sắm một bộ test cho em xem nha. Let's go. Ôi kéo đi. Không mạnh đi. Ôi trời ơi. Cao dạy đi. Ôi kéo đi ra nó bằng người ơi. Kéo đi ngay. Kéo mạnh luôn. What do I still have hope? So many days have passed. Khá lắm, khá lắm. Các bạn nhá, các bạn cái nó ché tay nhá, anh em nhá. Ui giời. Cái nó ché tay nhá. Ngã lắm, ngã lắm, trời ơi. Quá phê nhỉ. Hết gió. Ui, người văng mắc dây ngã anh em ạ. Đúng không? Đúng không? Nó đang bị mất gió anh em ạ.
Ôi ôi mệt quá. Phát lão quá anh em ạ. Giờ đang bị áp tải anh em ạ. Giờ mình phải hỗ trợ hậu cao. Kéo về anh em nhé. Ôi trời ơi. Cái cảm giác ngã phê thật anh em ạ. Mình chống dụng dầu anh ạ vẫn lên. Mà đứt người. Phê thật. Ôi. Đi vô lắng thả dầu trong xem nha. Mệt quá. Ôi trời. Anh Phú thả dầu căng đét này. Như các bạn xem này, bây giờ thì cũng sợ dầu rơi vào đầu lắm nha anh em. Má đâm rơi to anh em nhỉ. Ôi ôi. Như các bạn xem đấy, hiện tại ngày hôm nay là thất bại nha anh em. Gió yếu quá anh em ạ. Cái dầu này to nữa. Nói chung thì gió thì cuộn thả từ sớm ấy, thì thả lên phát. Nói chung này mấy quả toát hôi anh em ạ. Chạy xa quá. Quê nha. Chưa sắp xếp hết người rồi anh em nhá. Hôm nay quyết định phải test xem có lên được không anh em ạ. Tí nữa thì có vài trò nữa anh em nhá. Hôm nay thì quả dèo to quá. Chơi nha anh em, let's go. Ok anh em nhá. Bây giờ thì vác quả này ra đây anh em ạ. Nói chung cái quả to quá nha anh em. Sợ thật. Đây, anh em xem này. 2-3 người kéo nhá. Đấy. To nhỉ. Phát 1 thất bại rồi. Hậu cáo kéo đã thất bại anh em ạ. Phát 2 là mình kéo anh em nhá. Mà lại gió nó cũng đuối rồi, làm sao mà kéo để cho nó lên để ra được cái clip mà kéo về chuối anh em ạ. Chứ hôm nay là cũng không được đẹp lắm anh em ạ. Bởi vì gió nó yếu rồi. Làm sao cố cho con này lên được nhá anh em nhá. Gió thì vẫn còn đấy, nhưng mà gió dưới thì nó lại rất là đẹp, mà gió trên thì lại rất là kém anh em ạ. Bây giờ hậu cáo đang mang diều ra ngoài kia chuẩn bị đâm anh em ạ. Và mình sẽ đứng đây kéo nhá. Với hậu cáo kéo ngã phát anh em ạ. Như các bạn xem quả diều này, nó to một cách thật sự anh em ạ. Hôm nay quay video với anh em nhá, nó hơi lắng một chút, nên là mình cũng hơi bị sốc nhiệt anh em ạ. Anh em thông cảm giúp mình nha anh em. To nhỉ? Nữa đã hả? Má to cho em xem này. Mấy em nay là trốn học thả diều về anh em ạ. Huê nha anh em. Trông quả diều dã man nhỉ? Đúng dân chuyên nghiệp, nó thả diều khác anh em ạ. Uy tín luôn nha anh em. Một hai ba, ơi, ôi ôi, giờ ra thêm dây nhau này, nên lúc nó đang còn lên, ra thêm dây không? Tí nữa xuống rồi toái. Phần này nó lên nữa thì kéo rồi, bao phê luôn em nhá. Ôi, 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 tí nữa kéo mình đi nhau ạ. Khả năng giờ gió đều anh em ơi, vậy là gió nó chưa đều không lên được em ạ. Ui, giờ gió trên mút lắm nha em nhá. Mình bắn thêm phát nữa nha em ạ. Về tới chỗ này anh em nhá. Bây giờ anh em lại test rượu anh em ạ. Đó, quả này thì bé thôi. Thích nhỉ. Cái tuổi thơ các bạn biết thế này nữa. Chưa ở bên mình vẫn vậy nha anh em. Phá rượu anh em ạ, biệt danh là phá rượu. Phá rượu. Hút thuốc nào phá rượu nhá. Tầm tuổi này đã hút thuốc nào nhá. Bắn này. Như cán bộ luôn. Thế bắn này ngang cán bộ độ. Ngày bắn được mấy bi thuốc nào em? Em không biết. Được chục bi không? Chào anh em cái. Chào anh em biết nào? Số cam này có không? Ừ. Thích chưa? Các bạn xem này. Đấy, 6 này. Wow, lét chưa? Nhiều lắm anh em ạ. Thích. Đồ. Còn như mẹ buông ra là đuổi. Đuổi sấp mặt luôn. Không được. Chết không được buông nhá.
hơi cực. Vậy lôi lại, lôi lại, ôi lôi 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 giữ được không, giữ không, giữ không. Ôi cái quả dèo thả uy tín nha anh em, trời ơi. Phải không, cảm giác thế nào? Phê anh. Ừ. Các bạn đừng nghĩ là thả diều như vậy anh em nhá. Nhưng mà thực sự với anh em, cái kiểu này rất là vui nha anh em. Tuổi thơ thì được cái trận mà diều lôi nhấc người đấy. Cảm giác sướng đấy anh em ạ. Kiểu như có cái gì lôi ấy, thích lắm. Bắn áo bắn giết không sao đâu. Anh em các bạn là thích cái kiểu là gió to không lôi đi. Hồi bé mình thích thế lắm anh em ạ. Bọn này mẹ hơi tốn homo ấy nhỉ. Đấy, tuổi thơ cái này vui lắm anh em ạ. Má, ngậm cái thuốc anh tưởng ngậm cái kẹo mút ạ. Hả? Anh ngậm kẹo mút à, tưởng ngậm kẹo mút anh em ạ. Cô em này tầm 1-2 tuổi là anh tuyển vào tem hậu cáo nhá. Trông uy tín đấy anh em ạ. Trông uy tín mà anh em à. Uy tín chưa? Hưng nhảy lên đi Hưng à. Kéo được không? Nên được không? Nên được không? Ai là ai kéo được. Thật sự với tất cả các bạn là ngày hôm nay là một buổi trải nghiệm rất là tuyệt vời mình nha anh em. Đó, quả sáo này, uy tín chưa? Hét lẹt luôn anh em ạ. Còn phía này nữa. Quả này thì bé hơn một chút nhưng mà giá trị cũng hai mấy quả đấy anh em. Mình không biết giá trị nào nhưng mà nói chung thì đắt. Đây, còn một cái diều vẫn đang lên nha anh em. Còn diều này thì thôi không lên nữa rồi. À, to dữ vậy trời. Bây giờ thì đi về trên đây đã. Ở chung hôm nay thì gió hơi yếu anh em ạ. Diều cứ bắn toàn diều to thôi. Quê các bạn không biết là có những cái cánh đồng như này không, nhưng mà ở quê mình thì bao la bát ngát nha anh em. Nói chung thì rộng anh em ạ. Trời gì cũng thích nhờ. Đấy, lét căng luôn anh em ơi. Cầm hai quả này là chủ yếu là ra khoe với anh em thôi. Chứ mà mấy quả này thì lắp sẵn diều lạc cũng có sáo sẵn đấy. Nên là để chơi thôi, quay gửi tới anh em ấy. Cơ bản là hôm nay mình mới chứng kiến được những cái quả sáo to này. Đây anh em xem này. Cu em mà nó kéo ra bắn hết áo cho anh em. Đó, bẩn lắm. Tha được hai quả sáo về nhà, nói chung đến cực phết anh em ạ. Lặng phết nha anh em. Đấy, em nó còn mua cả nước ngọt này. Hôm nay thì các anh em mà thấy hậu cáo sang là anh em vừa nghỉ học để sang gặp anh Hậu. Thank you anh em nhá. Đông lắm anh em ạ. Hôm nay thì vào trong cái bếp này rồi quay cho anh em xem cái bộ sáo nha anh em. Ở đây là các anh ấy bán sáo anh em ạ. Đó, anh em xem này. Nhiều lắm, những cái loại này là loại mini nha anh em. Thả diều tầm 2-3 mét hoặc tầm 2-3 mét hợp lý. Đấy, nhiều lắm. Anh em phải bán sáo ở trên mạng ấy. Nhiều lắm anh em nhìn này, nhiều chưa? Những các bạn nào mà chơi diều ấy chắc là ao ước những cái bộ sáo đó. Trời ơi, mèo con nó đẻ này. Ui trời ơi, đẻ nhiều này rồi. Ui trời ơi, 5 con mèo rồi ạ. Chỗ này mình phát hiện ra có một cái sáo khổng lồ anh em nhá. Ui, ma to chưa? Ui ui. Khiếp chưa anh em xem này. Ma quả sáo diều uy tín mụt. To vãi. Bây giờ thì sẽ quay trở lại với một tiết mục mới nha anh em. Như em xem này, cô em mới chèo thuyền. Nói chung uy tín chưa? Bên đây trẻ con vui lắm anh em ạ. Chào anh em cái nào cưới. Đây nó chết anh em ơi. Chào anh em nhá. Các bạn xem này. Đó, bây giờ thì buộc diều vào cái bẹt chuối nha anh em. Có bèn chuối có chữ có cái cờ tổ quốc luôn anh em ạ. Đây đi cướp bèn được anh nhỉ. Uy tín chưa? Khét luôn anh em ạ. Dòng này. Tuổi thơ đấy anh em ạ. Dữ dội lắm. Anh Phú này sinh năm 95 nha anh em. Hơn mình 3 tuổi. Nhưng mà nói chung thì anh em đam mê thả diều các thứ anh em ạ. Anh cũng làm kênh YouTube đấy. Văn Phú Vlog anh nhỉ. Đúng rồi. Đó. Còn bèn chuối để cho nó trôi ấy. Thích nhỉ. Hôm nay anh em trốn học. Ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ anh em ơi, bây giờ cho bạn trẻ con này kéo diều nhá. Ui giời. Nôi không? Ui giời anh em ơi. Trôi nhỉ. Ui lướt trên mặt nước này. Ui trôi này. Ui phê chưa? Hay nhỉ? Cứ biến luôn em ơi. Đứng lên. Đứng trên bè kéo diều nha em nhá. Thích chưa? Anh em xem này. Tới thơ dữ dội vậy trời. Ui hay đi anh em ạ.
Trôi luôn anh em ơi. Thích nhỉ. Còn dèo ở trên đây. Rồi cái này nó làm cái trợ lực đấy anh em. Cái này thay cho cái buồm đấy anh em ạ. Uy tín luôn. Mà trôi ra luôn ạ. Ôi giời ơi. Trời ơi sao này. Anh đưa ra rau ơi. Chim ơi anh em ơi. Chưa, cứu cứu. Toang rồi, toang rồi. Toang rồi, toang rồi. Chết chết chết. Mắc rồi. Nó quấn được cổ sao anh em ạ? Nguy hiểm quá. Úi trời ơi. Chết chết chết. Dây quấn cổ rồi. Lặng lặng anh. Giữ lại. Kìa em giữ nha, giữ. Vâng 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 vâng. Ui căng thế. Ui. Vì dây quấn cổ hả? Trôi à? Thích à? À cầm dây dèo anh em nhé. Con đâu? Bên dưới không có gì hết. Đừng quay đâu. Đi ra kia lộn gặp. Cầm cho anh cái con 12 của tôi. Thích nhỉ? Đã đâu? Thăng là cầm ấy. Nhớ rơi chân em ơi. Đâu? Rơi chân lên. Ra cầm đi mày. Văn gì? Chỗ văn kìa. Rơi rơi chân lên nhá. Không rơi chân rồi. Chạy 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 chạy. Là cấm ấy, để tí cái gì văng giữ dây lại cho nó. Dỡ đi anh văn ơi. Phải nói thế nào cho các bạn dễ hình dung ra nhở. Ngày hôm nay là một cái ngày rất là tuyệt vời mình nha anh em. Nói chung là quay trở về tuổi thơ với cái việc thả diều thích lắm anh em ạ. Nghĩ lại hồi bé mình cũng như vậy nha anh em. Nhưng mà mỗi tội là không diều to đâu. Nói chung thì nếu các bạn mà thích mình thả diều ấy thì thời gian tới thì mình sẽ quyết định là thả nhiều diều hơn. Và một lần nữa mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Hậu Cá TV của mình nha. Và các bạn đã cảm thấy video là hay nhưng bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye. Bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.